to slow up. No, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spittin' slow, spittin' fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, chào mọi người, mình tên là Nguyễn Duy Luận. Mình hiện đến từ Vũng Tàu. Mình đang học lớp biên phòng 16 ở Học viện Hải quân. Mình phải nói là hôm nay mình được nhận giải 1 là mình rất là vui mừng. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình nhận được bất kỳ giải nào liên quan đến vấn đề học tập. Thì mình cũng phải nói là mình khuyên các bạn nên tự tin hơn trong vấn đề nói tiếng Anh. Bởi vì không quan trọng về ngữ pháp của chúng ta, mà chỉ quan trọng cái thái độ của chúng ta đối với tiếng Anh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.